làm đàn bà Việt Nam khổ chết mẹ. Ta nói làm đàn bà Việt Nam, lấy chồng là phải lấy luôn gia đình bên chồng, từ mẹ chồng, cha chồng cho tới anh chị em dòng họ bên nhà chồng. Chàng ơi, ta nói rủi mà gặp phải bà mẹ chồng khó tính là ta nói tàn đời. Làm đàn bà Việt Nam, chàng ơi, ta nói phải biết đi mừng kiếm tiền, mà phải kiếm tiền ngang bằng hay là hơn thằng chồng ở nhà mới là đàn bà giỏi. Làm đàn bà Việt Nam, ta nói sao giờ làm là phải lăn lông lóc về nhà, lao nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, tắm con. Ui chu cha, ta nói cái quần què gì cũng phải làm, trong khi thằng cha chồng ngồi phẩm hán coi tivi, chơi Facebook ngoài phòng khách. Lâu lâu nó quay ngược lại nó hỏi em ơi cơm chín chưa. Mẹ ta nói làm đàn bà Việt Nam cùng đi làm ngoài xã hội một ngày 8 tiếng như nhau, mà ta nói lỡ nhà có dơ, canh có mặn, cá có khét, con cái có không được tròn trĩnh như con nhà người ta là ta nói hàng xóm nó chửi, nó nói là cái thứ đàn bà hư, đàn bà thúi, chứ nó có chửi thằng chồng bao giờ đâu. Hả? Mẹ ta nói làm đàn bà Việt Nam là phải biết đẻ con trai à nha không mấy chế. Ta nói rủi mà không đẻ được con trai nghe là người đời nó chữ là không biết đẻ. Cái này á là còn chưa nói tới nhiều khi vợ chồng ở với nhau mà rủi không có con nghe. Mẹ là miệng lưỡi thế gian nó chữ cho tắt bếp, là cái thứ mà ta nói là cây độc không trái, gái độc không con, chứ có ai mà nó chữ thằng chồng ở nhà bao giờ đâu. Làm đàn bà Việt Nam ta nói là phải đẹp xuất sắc cỡ siêu mẫu, mà không được phép đua đòi nghe không. Ta nói vú phải bự nghe không, da phải trắng, mông phải bự. Trời, ta nói là không được phép ốm mà cũng không được phép mập nghe không, mà không được đua đòi nghe không. Ta nói làm đàn bà Việt Nam bà mẹ nó là phải theo cái kiểu ba trong một, là một con điếm ở trong phòng ngủ, một con ô xin trong phòng nhà bếp, và là một bà hoàng thanh lịch nơi đường phố. Vậy thằng chồng nó mới mát mặt. Còn không thôi nó nói là làm nó mất mặt, nó bỏ chết mẹ. Làm đàn bà Việt Nam là phải biết bốn con: con Công, con Dung, con Ngôn, con Hạnh. Rủi thằng chồng mà nó đi bù khú, gái gú nhậu nhẹt cỡ nào cũng phải nhắm mắt nhắm mũi cho qua, ok. Chứ còn làm đàn bà Việt Nam mà dám bỏ con cái ở nhà đi nhậu nhẹt với bạn bè hay đi uống cà phê với trai là ta nói xã hội nó chữ cho sắp mặt lòng, nó chữ là cái hạng lăng loàn hư hỏng nha không. Làm đàn bà Việt Nam là phải biết chịu đựng, bị chồng quánh sưng mặt sưng mài, gán mà sức dầu cù la, gán mà lăn hột gà cho đỡ bầm đi ha, chứ mà quánh lại chồng là cái hạng mất dạy đó. Còn mà đi tâm sự với bạn bè bị chồng quánh là ta nói mang tiếng vạch áo cho người có thẹo. Làm đàn bà Việt Nam bà mẹ nó gửi mà bị chồng quánh nghe, ta nói kêu công an xuống giải quyết á hen, còn phi nó mới xuống hà. Mà lỡ có xuống á thì nó cũng đắt giải quyết đâu nghe không, bởi vì nó nói á cái đó là chuyện gia đình. Làm đàn bà Việt Nam bà mẹ nó ta nói chồng mà có mèo mỡ gà đồng á là chuyện nhỏ đi hen, bởi vì sao, nó là đàn ông Việt Nam mà, nó có quyền mà. Ta nói đàn ông Việt Nam trai năm thê bãi thiếp là chuyện bình thường thôi mà. Làm đàn bà Việt Nam nhớ là không bao giờ được bận quần lót đỏ như hôm mới chế đó. Bữa giờ thấy trên mạng á ầm ầm cái vụ mà thằng quỷ kia nó chia tay con bồ, bởi vì con bồ nó lỡ bận quần slip đỏ đó. Trời ơi, thằng này nó nói là con gái mà bận quần slip đỏ là cái hạng dâm đảng cho nên nó chia tay. Sẵn nhắc luôn nè, nhớ là làm đàn bà Việt Nam không có được lên mạng là tò mò rồi có phim xét nha hôn. Tuyệt đối không có bao giờ mà được mà ta nói coi ba cái hình mà trai gái trần truồng nha hôn. Bà mẹ ta nói đàn ông Việt Nam của mình cái quần què gì nó coi cũng được hết trơn hết trời á. Còn đàn bà Việt Nam mình mà coi mấy cái đó là đàn ông Việt Nam mình nó chữ mình mất nết đó nha hôn mấy chế. Làm đàn bà Việt Nam trời ơi, ta nói khổ lắm ai ơi, khổ chết đĩ mẹ luôn hà. Ta nói đàn bà xứ khác nó được bình đẳng cả một năm 365 ngày rồi, nó được luật pháp bảo vệ, nó được xã hội nâng niu cả năm rồi. Còn đàn bà Việt Nam khổ chết mẹ luôn hà. Ta nói khổ từ tinh thần cho tới thể xác, mỗi một năm
chỉ được có đúng một ngày 8 tháng 3 để ngoi lên thôi hà. Ta nói ở đâu cũng vậy. Cho dù Việt Nam, Tây Tào, Mỹ làm đàn bà, khổ nhất chính là khi không có chọn được người đàn ông tốt bên cạnh để làm chồng. Để tránh tình trạng người đàn bà Việt Nam bị ngược đãi, bạo hành, thì người đàn bà Việt Nam phải tự học cách yêu chiều, yêu quý, tôn trọng lấy chính bản thân của mình trước đi cái đã. Thích cái gì cứ mua xả láng sáng gì sớm đi mấy chế. Yêu thương, nâng niu, cưng chiều bản thân mình đi. Chàng ơi, nói mấy chế nghe, mình là con người mà phải trâu bò à đâu hả? Nếu như chính bản thân mình còn không biết yêu thương, tôn trọng, nâng niu lấy mình, thì làm sao đòi hỏi cái thằng đàn ông bên cạnh nó yêu thương, cưng chiều, nâng niu mình cho được. Đàn bà Việt Nam nhỏ bé yếu đuối lắm ai ơi. Đàn bà Việt Nam cần được pháp luật bảo vệ đúng mức, cần được xã hội tôn trọng, quan tâm nhiều hơn nữa. Đàn bà Việt Nam cần được quyền bình đẳng trong gia đình nè, cần được yêu thương, cần được các đức lưng, lưng quần, đức lang quần, đức ông chồng đó, yêu thương, tôn trọng, chia sẻ nhiều hơn. Các ông chồng Việt Nam hãy nhớ, trước khi các ông đòi hỏi vợ của mình phải biết đảm đang, phải ngon lành, phải hoàn hảo, phải ngoan ngoãn đó, thì các ông phải tự dòm lại bản thân của mình. Đứng trước kiến đó mấy ba, tự soi gương với trọng á, coi thử bản thân mình đã hoàn hảo, ngon lành chưa, nha hôm, đủ xứng đáng chưa, nha hôm. Và các ông chồng Việt Nam hãy nhớ, đừng bao giờ đánh người đàn bà của mình, cho dù chỉ bằng một cành hoa hồng. Bởi vì tổn thương, đau lắm. Bởi vì sao? Cho dù có đánh bằng một cành hoa hồng, thì nó sẽ vẫn rất đau, bởi vì cơ bản bông hồng nó có gai đó mấy ba. Làm đàn bà Việt Nam, thấy đúng thì share đi cả nhà. Bye bye. Người ta nói giáo dục Việt Nam nó như cái lòng què vậy đó. Thằng nào con nào mà dám nói giáo dục Việt Nam tốt nhất thế giới đâu. Mẹ ra tôi giả tét mỏ coi. Tại tôi bay xạo lòng quá à. Tôi bay nghĩ sao mà tôi bay cho giáo dục Việt Nam còn cao hơn Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Singapore vậy tôi bay. Mẹ nói nào ngay, giáo dục Việt Nam bây giờ nó còn thua xa Campuchia nữa. Nói về cái độ nhảm lòng của giáo dục Việt Nam nha. Bà mẹ đó, không biết thằng mắm con mắm nào đứng đầu ngành giáo dục mà ngày xưa sáng tạo ra mấy cái môn học mà ta nói trời, nó vừa mất thì giờ, nó vừa hại não, mà nó vừa nhảm lòng thấy mẹ luôn à. Đầu tiên nó về môn toán nha. Trời ơi, tôi ghét môn toán quá. Nhất là cái môn mà hình học á. Trời đất ơi, cái gì đâu mà vẽ đồ thị, rồi cốt, rồi xin, rồi tan quần què gì đó. Trời ơi, rồi mốt tao nói đi làm nghe, đi ra xin việc làm á, rồi cũng vác ba cái đồ thị, cốt, xin, tan, đi ra chắc khè thiên hạ được hen. Rồi tới môn quá, trời ơi, môn học vậy mà nó khô khan, nó thiếu sáng tạo, mà nó cứ ngắt à. Cái gì đâu mà bốc hơi kết tủa. Trời ơi, ra đời có bao giờ thấy xài tới đâu. Học chỉ cho tốn thì giờ vậy. Kế tiếp là tới cái môn mà ta nói giáo dục công dân, hay là còn gọi là cái môn mà đạo đức á. Trời ơi, bắt học sinh học như mấy con vẹt vậy đó. Trong khi xã hội ngoài kia thì đầy dẫy bất công hen. Làm lãnh đạo mấy ông mấy bà ngồi trên cao ăn cướp của dân ngập mặt, ăn tham nhũng tham ô ngập mặt. Nói nào ngay nào xa, ngay trong nhà trường thôi, thầy cô giáo thôi nghe. Học sinh mà đứa nào giàu giàu á, có tiền đi học thêm á, có tiền đút phong bì cho mấy ông mấy bà đó, thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Còn học sinh nào mà nhà nghèo á nghe, không có tiền đút phong bì cho họng mấy ông mấy bà, hay là có tiền đi học thêm á, thì đì chết mẹ luôn à. Thầy cô giáo thì bây giờ ta nói bày đặt đi tiếp khách, đi gác tay, đi uống bia. Còn thầy trò thì đổi điểm trong nhà nghỉ phòng trọ á. Mẹ thì đem cái môn học giáo dục công dân ra học chi cho nó xạo quần, nó nhảm lòng quá vậy. Dẹp mẹ nó đi. Rồi kế tiếp tới môn thể dục. Trời đất ơi, ta nói nó bắt học sinh nhảy cao, nhảy xa, nhảy xà. Trời ơi, nhảy muốn tét háng luôn vậy đó. Ra trường chắc tụi bay nhảy cao, nhảy xa, nhảy xà đi kiếm được việc làm với thiên hạ hen. Cái đó là chưa kể, nhiều học sinh thể lực nó yếu ngang. Mẹ bắt nó nhảy xa, nhảy xà kiểu đó, có ngày nó xà thiệt luôn. Rồi tụi bay đền được con cho người ta ha. Cũng dẹp luôn cái tiết, cái gì đó, tập thể dục giữa giờ buổi trưa cho tao. Trời ơi, tao ghét nhất là cái lúc mà bắt học tập thể dục giữa giờ buổi trưa đó. Nghỉ làm sao tụi bay?
Mẹ trưa nắng chết mẹ luôn hả? Bắt con người ta ra giữa nắng đứng quơ chân quơ tay kêu tập thể dục cho khỏe. Khỏe chỗ nào vậy tụi bay? Chưa kể trong đó có mấy đứa con gái bận áo dài nữa hen. Mẹ trưa nắng chang chang bắt con người ta đứng quơ chân quơ tay như con điên. Khỏe chỗ nào vậy tụi bay? Hả? Tao nói tụi bay nghe, người ta muốn tập thể dục tự động người ta đi về, người ta đi vô phòng tập, người ta tập cho đàng hoàng nhá không? Còn tụi bay làm riết thấy nó nhảm lòng quá, dẹp liền cho tao, để dài 3 phút buổi trưa cho học sinh nó thêm giờ ra chơi cho nó khỏe phang đầu óc, nó còn ích lợi hơn nha không tụi bay? Kế tiếp là tao nói tới cái môn sử. Trời ơi, tao ghét nhất cái môn sử này nè. Tại vì sao? Xạo quần, xạo quần. Mẹ lúc nào cũng là đàn quân xì cây đi trên đàn cu quốc. Có nghĩa là đàn quân Việt Nam, quân ta nhỏ nhưng mà ta có võ. Quân Việt Nam lúc nào là cũng phải thắng quân địch, phải thắng dễ dàng chứ đéo bao giờ có cửa thua. Ta lúc nào cũng phải tay không bắn hạ được. Ồ, tay không lấy con mẹ về bắn hạ. Ta lúc nào cũng tay không bắt sống được bao nhiêu thằng giặc Mỹ. Ta tay không lấy giàn ná bắn một phát rớt bao nhiêu chiếc máy bay của địch. Con còn nữa, nhiều người thắc mắc không biết tại sao cái thời buổi gì mà ta nói giáo viên nhiều người thiếu tâm thiếu tài dữ vậy. Trời, có con mẹ gì lạ đâu, nhiều người cũng đâu có muốn vô sư phạm, nhưng mà vì sao nó học dốt, nó thi mấy môn kia nó gớt. Chỉ có sư phạm là 3 điểm một môn được đậu thôi, bắt buộc nó phải đi vô sư phạm, nó làm nghề gõ đầu trẻ. Mẹ ta nói thói đời học dốt mà đi làm nghề gõ đầu trẻ, rồi tụi bay đào tạo ra cái xã hội cái giống gì vậy tụi bay? Sẵn đây nói luôn, tao nói thấy nhiều phụ huynh cũng ngộ lắm, thích nhồi nhét con mình học theo kiểu vẹt á, học theo kiểu thành tích á, thích so sánh con mình với con ông A bà B chi vậy. Tao nói con mình mỗi đứa nó mỗi khác, mỗi đứa nhỏ là một cái cá thể độc lập khác nhau. Con mình nó có những cái giỏi của con mình, nhưng mà nó cũng có những cái mặt yếu của nó, đó là chuyện bình thường thôi mà. Cứ bắt con mình chạy theo thành tích, bắt con mình trở thành thần đồng mà không để ý tới tâm tư nguyện vọng của nó, tới khi nó bị ức chế, nó làm những cái chuyện dại dột ra, thì có phải lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi không? Đừng mong con mình trở thành ông A bà B, tiến sĩ giấy này kia cái nọ. Trời ơi, ta nói bằng cấp của Việt Nam làm được con mẹ rồi, cầm trên tay một đống bằng cấp được lộng kiến, nhưng mà ra thế giới ngoài kia cũng chỉ bị luyện cống thôi chứ có làm được cái gì đâu. Cái cần thiết giáo dục cho các em chính là tinh thần tự lập, để nó có thể tồn tại được với đời, và tình yêu thương giữa người với người. Thời buổi này, cho dù có tốt nghiệp đại học, có cầm trên tay 7 cái bằng đại học đi chăng nữa, mà không có quan hệ đủ mạnh, không có phong bì đủ dày, thì cũng chỉ thất nghiệp dài dài. Đừng lo lắng, sống trong một đất nước mà ta nói thằng Thiên Hai Âu cũng có thể trở thành tổng bí thư. Một cái thằng mà ta nói trình độ enlist của nó cỡ Magia in Việt Nam cũng có thể trở thành thủ tướng. Thì con em chúng ta có con mẹ gì đâu mà lo, đúng không bà con?